cho biết cả nước có thêm 52 ca mắc COVID-19 trong nước, trong đó Bắc Giang 35 ca, Bắc Ninh 6 ca, Hải Phòng 1 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 10 ca, trong đó 8 ca liên quan Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 6.908 bệnh nhân. Thông tin chi tiết các ca mắc mới như sau. Bệnh nhân 6.857 đến 6.862 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, 2 ca liên quan đến ổ dịch Thuận Thành, 4 ca liên quan đến ổ dịch Quế Võ. Kết quả xét nghiệm ngày 29 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 6.863 ghi nhận tại Hải Phòng là bệnh nhân nữ, 53 tuổi, địa chỉ tại quận Lê Chân, là F1 của bệnh nhân 4.390 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 29 tháng 5 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Bệnh nhân 6.864 đến 6.898 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 6.899 đến 6.908 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, 8 ca liên quan Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, 1 ca là F1 của bệnh nhân 6.447, 1 ca là F1 của bệnh nhân 6.781 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 29 tháng 5 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Tính đến 6 giờ sáng 30 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 5.406 ca ghi nhận trong nước và 1.502 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.836 ca. Tình hình điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 112 ca, lần 2 41 ca, lần 3 70 ca, số ca tử vong 47 ca, số ca điều trị khỏi 2.896 ca. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau. Tháng 5 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC thông báo, thành phố vừa ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính COVID-19 mới trong cộng đồng. Trong đó có 8 trường hợp liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, 2 trường hợp liên quan đến các ca bệnh đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. Như vậy, từ ngày 27 tháng 5 đến nay, thành phố đã ghi nhận tổng cộng 100 ca nhiễm, trong đó chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng là chuỗi lớn nhất với 93 ca bệnh. Bộ Y tế đã công bố 85 ca. Chuỗi lây nhiễm liên quan đến ca bệnh phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ có 7 ca. Bộ Y tế đã công bố 5 ca. HCDC lưu ý những người liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng cần chủ động khai báo y tế vì nguy cơ lây nhiễm rất cao. Cũng trong chiều 29 tháng 5, kết quả giải mã gen hai ca bệnh phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ cho thấy virus đều thuộc biến chủng B.1.617.2 từ Ấn Độ. Theo đánh giá ban đầu, hai chuỗi lây nhiễm Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng và Bệnh viện Hoàn Mỹ có thể có mối liên hệ với nhau. Hai ca nghi nhiễm mới phát hiện của chuỗi hai ca bệnh phát hiện khi đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ có mối liên hệ với chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Ngành y tế sẽ tiếp tục làm rõ mối liên hệ này để xác định nguồn lây của các chuỗi lây nhiễm. Thành phố tiếp tục tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để đánh giá nguy cơ. Theo HCDC, mầm bệnh có thể đã có trong cộng đồng, người dân cần nâng cao cảnh giác nhưng cũng không hoang mang, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền và hợp tác với ngành y tế trong việc thực hiện phong tỏa, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, trung thực trong khai báo y tế về nguy cơ, yếu tố tiếp xúc của bản thân khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, mất vị giác, khứu giác, đi khám bệnh ngay và khai báo trung thực khi đến cơ sở y tế. Khi đi khám phải mang theo khẩu trang và di chuyển bằng xe cá nhân. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.